Em An Phú Quý xin chào tất cả anh chị em nhà mình. Và hôm nay thì em An Phú Quý sẽ cho tất cả các bác được trải nghiệm thế nào gọi là hàng đục tay và thế nào gọi là hàng đục máy ở trong cái video clip ngày hôm nay. Em sẽ gói gọn cho các bác trong cái video này với những cái bác khách hàng nào mà đang quan tâm đến những cái sản phẩm, kể cả là từ đồ gỗ mỹ nghệ, bàn ghế này, đến những cái sản phẩm tranh trang trí mà chưa biết được là hàng đục tay và hàng đục máy nó có cái đặc điểm gì khác nhau, vì sao giá thành nó lại khác nhau nữa, và vì sao nên chơi hàng đục tay và nên chơi hàng đục máy, thì em sẽ bóc tách trong cái video ngày hôm nay. Và anh chị em mình cùng hướng lên màn hình để cùng em An review trong buổi ngày hôm nay nhá. Đầu tiên em sẽ giới thiệu qua về cái bức tranh này, gọi là bức cửu hạc du xuân, được bên cơ sở em An đục bằng máy CNC và có sửa qua bằng tay đôi chút, vì cái bức tranh này thật sự nó cũng khá là mỏng, nó cũng không có nhiều chi tiết để mình sửa nhiều. Đầu tiên là có một đàn hạc này, và ở dưới thì đang đậu ở bên trên một cành mai. Thì hai bức tranh này em sẽ lấy cảnh giống y hệt nhau để cho các bác có thể được trải nghiệm rõ nhất. Thì đây là cái tán cây tre này, các bác để ý thật kỹ nhá, đừng cái đường chi tiết một. Đầu tiên là hàng đục máy nó sẽ để lại những cái phần thớ gỗ, phần nó gọi ở đây nó sẽ gọi là phần kim, vết kim. Vết kim rất nhiều đây. Các bác để em kiếm cái nào vết kim rõ nhất này. Đây các bác. Ở đây, các bác nhìn này. Vết kim châm này. Đấy, vết kim này, vết kim của máy đục nhá. Không bao giờ có thể hết được, rất là khó. Nếu mà như là làm hàng tranh thì nó sẽ khó. Đây. Vết kim này. Đây vết kim này, rất là nhiều vết kim, và trong kể cả cái ống thân tre này cũng có còn lại rất là nhiều vết kim ở đây. Vì không phải là vết đục, vết đục thì nó sẽ chặt đứt luôn và rất là bén, cũng như là nó không để lại cái vết xước như này. Còn hàng đục máy thì sẽ để lại rất là nhiều vết xước. Thì đương nhiên cái hàng đục máy thì giá thành nó sẽ được tối ưu hơn rất là nhiều. Với những cái bác mà thích treo tranh nhưng mà chỉ cần tầm tiền hợp lý để trang trí không thôi, thì nó là một cái điều tuyệt vời, đáng để lựa chọn. Còn đánh giá về cái phần mà nghệ thuật thì ở đây thì em cũng đánh giá không cao cho lắm. Vì sao ạ? Vì nó chỉ được gọi là phác họa lại một cái hình ảnh, một cái bức tranh về phong thủy thôi. Còn về cái đường nét cũng như là về cái thổi hồn và sản phẩm thì nó không có. Cho nên là bức tranh này thì so với tầm tiền cũng như là tầm tài chính thì mình sử dụng chỉ có 14.800.000. Đó, 14.800.000 mà các bác sở hữu một bức tranh nó to như này, dài tận là 2m17, rộng tận là 1m07, và khung dày 5 phân, mặt ván trong này là dày tầm 3 phân 8. Cho nên là mình dùng để trang trí không thì đẹp, tương đối là hợp lý, vì giá thành nó sẽ gỡ lại được cho những cái khác. Tiếp theo sẽ sang đến cái phần mà gọi là tranh nguyên khối. Tranh này bên cơ sở em làm cái mặt này này, trong này là nguyên khối một tấm này, nguyên khối một tấm luôn, và bên ngoài là khung có dày 6 phân, và đặc biệt là bên trong nó cũng phải dày 6 phân, ngoài dày 6 và trong dày 6 thì mới được đục bằng tay hoàn toàn được. Và ở đây đục là bằng tay thì nó có đặc điểm gì khác ạ? Các bác có thể nhìn tất cả này, từng cái con hạc này, từng cái đầu chú hạc này em túm được này. Đấy, từng cái thân cây mai này cũng em cũng túm được này, moi móc được này, rất là sâu. Nó gần như là những cái bức tranh mà được đục mà moi móc kênh bong lên, nó gọi là kênh bong. Trong cái từ ngữ vốn từ của nghệ nhân thì nó gọi là kênh bong. Đục kênh bong này ấy, thì mình cảm giác như cái cây nó như kiểu cái cây ngoài đời thật ấy. Các bác hiểu không ạ? Cái cây như kiểu mình đưa cái cây hẳn ra bên ngoài và mình đẩy cái phần gỗ bên trong, thì nó tạo ra cho mình một cái khung ảnh, khung tranh là sống động hơn, và hình ảnh nó sẽ cụ thể hơn, nó sẽ chân thật hơn so với cả những cái hàng đục máy. Và cái hàng này thì đặc biệt là nó sẽ không có những cái vết kim, và kể cả là những cái vết nhỏ đây các bác có thể quay sát lại đây cho em An này. Đây các bác nhìn này. Đây những cái vết chặt này, hoàn toàn là thợ của bên sở em dùng đục để chặt hết. Từ những cái lá tre này, không có một cái vết kim nào luôn này. Đây các bác nhìn này, không có vết kim nào luôn. Rất là trơn, trơn tuần tuột luôn. Hàng này không phải là do mà làm mà kỹ được đâu, chỉ có hàng đục tay thì nó mới tạo được cái độ trơn riêng của nó thôi. Và moi móc kênh bong, các bác moi móc kênh bong, các bác bảo cái máy nào mà nó xuyên được qua như này, đúng không ạ? Không có một cái máy nào nó có thể xuyên được từ gỗ từ bên này sang bên kia mà xuyên ngang cả. Cho nên là cái hàng đục tay thì nó phải tốn nhiều thời gian hơn, tốn nhiều công sức hơn, và chủ yếu một bức tranh. Các bác nào mà đã chơi tranh thì không nghĩ đến gỗ các bác nhá. Vì sao? Vì cái đục tranh này nó tốn gỗ lắm các bác ạ. Gần như là nó vất hết cả cái mặt gỗ của mình đi để nó lấy những cái phần nổi của cái bức tranh lên, những cái phần con vật, những cái phần cảnh để lên. Và cái bức tranh này ấy, thì các bác biết một điều là cái công thợ rất là tốn. Một bức tranh như này thì gỗ tầm tiền nó chỉ là ví dụ bằng đấy thôi, nhưng mà 1/3 thôi. Còn cái tiền công thợ nó cũng chiếm rất là nhiều, đến tận 2/3 cho một cái bức tranh đục tay như này. Ví dụ bức tranh đục máy thì em An chỉ cần mất cho khoảng nửa ngày là đục xong một bức tranh. Riêng hàng đục tay này mất đến 5 ngày chưa chắc đã hoàn thiện xong một bức tranh như này. Nên là vì thế làm sao các bác có thể biết được cái góc độ mà về giá cả mà chênh nhau như nào. Nếu bức này mà bán đúng giá thị trường
nó sẽ là 31.800. 31.800 các bác nhá. Còn bức bên này nó chỉ có là 14.800 thôi anh chị em mình ạ. Và trong khi đó gỗ nó cùng một loại gỗ như nhau. Độ dày thật sự ra thì nó sẽ nhỉnh hơn. Vì sao ạ? Vì phải dày tầm 5 đến 6 phân thì mình mới đục tay, mình mới moi móc được. Chứ còn dày 3 phân 8 như bức bên này thì mình không thể nào mà moi móc được. Các bác có thể là phóng to ra đấy, để cho các bác nhìn toàn cảnh về hai cái bức tranh đục giữa hàng đục tay và đục máy này. Thì bác nhìn này, đặc biệt này, rất là dẻo. Hàng nó có hồn, từng cái phần con chim này, đến từng cái phần những cái nhành cây mai, cây tùng đều được thợ bên cơ sở em moi móc rất là kênh bong lên. Cảm giác mình nhìn một cái bức tranh nó có hồn như kiểu mình nhìn vào một cái người thiếu nữ ấy, đang tuổi 18 đôi mươi ấy, cứ nhìn là không muốn rời đôi mắt luôn. Khẳng định với các bác một điều như thế luôn. Các bác nào có giống em An không ạ? Cứ đi ra ngoài đường mà gặp thiếu nữ mà tầm khoảng 18, 20 đấy, mà nhìn vào nó như cái bức tranh này, nhìn không muốn rời mắt luôn. Tại vì nó có nghệ thuật trong này, và nó được các nghệ nhân thổi hồn vào. Nó có hồn, bức tranh nó sống động, và nó như kiểu là bức tranh thật đấy. Những cái cây, những cái hoa, những cái con chim, những cái cành tre đều được phác họa lên trên này một cách là chân mỹ nhất và hoàn hảo nhất các bác ạ. Còn phần độ dày thì đúng là dày tất cả như nhau luôn. Em An sẽ cho các bác xem cái độ dày của bức tranh này. Bức tranh này thậm chí em làm lòng ngoài này của nó còn dày 6 phân. Dòng dày thừa 6 phân. Còn cái lòng trong này khung của nó là 6 phân này. Và quay ra đằng sau để cho các bác biết là tại sao nó lại là dày 6 phân. Đây, anh chị em mình nhìn thấy một điều đúng không ạ? Đó chính là cái phần mặt ván này. Cả cái tấm ván liền này. Em xem tấm ván liền này bao nhiêu này. Tấm ván liền này nó sẽ liền vào là 75, 75 phân ván liền. Thậm chí là nếu mà còn chưa tính đút nhá, đút vào thì nó tầm 77 là thông số đẹp. Thì ở đây là mặt bằng nhau hết, bằng nhau. Và bên trên này thì trong lòng tranh nó lại lồi ra hơn. Trong lòng tranh lồi hơn. Thì đây ra ngoài này thì em sẽ đo cho các bác cái độ kênh bong của nó. Để mà bảo là đục bằng tay thì một cái bức tranh nó phải có độ kênh bong rất là cao. Đây em sẽ đo con chim này cho thực tế này, các bác nhìn này. Đây, đúng 4 phân. Đây, đây là số 4 các bác nhá. Đây là số 4 này. Trong này em đút vào đúng 4 phân, đục kênh bong moi móc, thậm chí những cái đầu con chim này nó lên tận là 5 phân. Thì theo các bác bức tranh này dày bao nhiêu phân ạ? Đây, những con chim này nó dày 4 phân này. Nếu mà độ dày chuẩn nhất của bức tranh này thì nó sẽ nằm ở chung con số 4, là cái độ dày chuẩn nhất để moi móc một cái bức tranh lên. Còn thậm chí có những cái đầu con chim này thì nó sẽ được làm rộng hơn và dày hơn cũng như là cao hơn. Bức cửu hạc du xuân này nó sẽ tượng trưng cho là trường thọ theo thời gian này. Vì sao ạ? Vì ở trên cái cây ở đây có những cái cây tùng. Các bác biết cái tùng là một cây, loại cây mà chịu rất là nhiều ảnh hưởng của thời tiết. Cây tùng ở bên Nhật rất là nhiều. Ở đấy là có gió bão này, có tuyết này, nhưng mà cây tùng vẫn nọc trên vách núi, vẫn cứ sừng sững đấy rất là nhiều năm. Nó tượng trưng cho sự trường thọ và bền bỉ cũng như theo thời gian. Và cây đây là cây đào. Cây đào của cũng thế. Cây đào này cũng là mọc ở nơi rất là lạnh cũng như là khô. Cũng như là nó sẽ có cái sức chịu đựng rất là cao. Ở trong này toàn những con vật mà gần như là nó khắc nghiệt với thiên nhiên. Kể cả cái đàn hạc này cũng thế. Hạc là một loài chim không bao giờ các bác có thể thấy được ở ngoài đời rất là ít. Đa phần nó sẽ đậu vào những cái nơi non núi hùng vĩ như này. Và nó bay ở độ cao rất là cao. Để mà nói con người thời điểm bây giờ mà nhìn thấy được cái đàn hạc rất là khó. Và đây có cả cây tre này. Cây tre thì tượng trưng cho sự dẻo dai và bền bỉ. Cũng như là người con gái Việt Nam vậy. Người con gái Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ thế, được tượng trưng cho là rất là dẻo dai và rất là bền bỉ theo thời gian. Đó nên là những bức tranh hoàn hảo như này thì chúng ta nên trân quý nó. Và cũng nhờ trân quý cả người nghệ nhân có thể làm ra đục ra được những bức tranh nó được thổi hồn vào nó đẹp như thế này. Em An thì còn trẻ tuổi nhưng mà để mà nó đam mê về tranh thì mình chưa có đam mê nhiều. Cái để mà miêu tả cụ thể chân thực nhất về những cái bức tranh này thì chưa có một cái góc nhìn nào đó nó sâu xa hơn để cho anh chị em mình có thể là hiểu sâu hơn được. Thì em cũng chỉ giới thiệu đây thôi. Và mục đích buổi video này thì cũng là để phân tích cho các bác hàng giữa hàng đục tay và hàng đục máy thôi. Để các bác có thể phân biệt được sau này các bác khi mà nhìn một cái mặt hàng nào đó, các bác biết đâu là hàng đục tay và đâu là hàng đục máy. Hàng đục máy thì nó sẽ có những cái vết kim không bao giờ có thể làm sạch được, rất là khó làm sạch cái vết kim đấy. Còn hàng đục tay thì không bao giờ có những vết kim đấy. Và nó lại có những cái vết đường chặt, có thể chặt lẹm, chặt sâu hơn, chặt nông hơn. Nhưng mà nó vẫn là những đường chặt của nghệ nhân. Nghệ nhân nào mà tay nghề tốt thì chặt nó sẽ tốt hơn, đều hơn, nó sẽ đẹp bức tranh hơn. Còn nghệ nào chặt xấu thì nó sẽ không được đều đẹp bằng. Và vừa rồi thì em An đã review xong cho anh chị em mình
hai bức tranh, một bức là đục bằng tay, một bức đục bằng máy, thì bác nào có cái cảm nhận giống như em An vừa nãy mà đồng cảm với em thì hãy cho em An xin một cái comment phía dưới. Mà bác nào mà có ý kiến gì bình luận thêm, đóng góp thêm cho em An thì các bác nhớ là đừng quên comment phía dưới video này để đóng góp cho em An các bác nhá. Và bây giờ thì em cảm ơn các bác rất là nhiều đã ủng hộ và theo dõi trong thời gian qua. Nhớ đừng quên là đăng ký kênh và follow em để ủng hộ cho em. Bấm nút chuông ở góc màn hình để nhận những thông báo video mới nhất của em An. Và bây giờ em An Phú Quý xin chào tất cả anh chị em mình. Xin chào.